bị chặn trước cửa Thiên Đường, Trần Lưu Quang cầu viện Thiên Triều. Sau khi Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam bị bay ghế, Trần Lưu Quang và Trần Hồng Hà lên thay. Ông Trần Lưu Quang tiếp quản nhiệm vụ của ông Phạm Bình Minh để lại. Trước khi mất chức, ông Phạm Bình Minh là Phó Thủ tướng Thường trực. Tuy nhiên, có một vấn đề lấn cấn, đấy là muốn chính thức nhận chức Phó Thủ tướng Thường trực thì phải là Ủy viên Bộ Chính trị. Nhưng ông Trần Lưu Quang chỉ là Ủy viên Trung ương Đảng nên không được công nhận là Phó Thủ tướng Thường trực. Dù ông tiếp quản công việc của ông Phạm Bình Minh với khối lượng rất lớn. Ông Trần Lưu Quang nhậm chức Phó Thủ tướng từ ngày 5 tháng 1 năm 2023 đến nay đã hơn một năm. Đã qua hai kỳ hội nghị trung ương nhưng ông vẫn chưa được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị, dù Bộ Chính trị đã rụng hết 4 người rất cần bầu bổ sung thêm. Ông Vương Đình Huệ dẫn đoàn tùy tùng đến Bắc Kinh. Nguyên nhân ông Quang chưa được bầu bổ sung vào Bộ Chính trị là do đấu đá tranh giành phe này giới thiệu thì phe kia tìm cách phá. Cuối cùng, sau hơn một năm và tình hình vẫn dậm chân tại chỗ. Không chỉ riêng ghế Ủy viên Bộ Chính trị cho Trần Lưu Quang mà cả ghế Phó Thủ tướng cho ông Lê Văn Thành để lại cũng chưa bên nào chịu nhường bên nào và vẫn còn để ngỏ. Ông Trần Lưu Quang cần được vào Bộ Chính trị, nếu không, ông không được tham dự vào sân chơi lớn nhất của Đảng. Ông có tham vọng làm Thủ tướng nhiệm kỳ tới, nếu bị chặn cánh cổng vào Bộ Chính trị thì xem như ông không đủ điều kiện để mà tranh đua tiếp. Vụ tạo phản của Tô Lâm được xác định là không ảnh hưởng nhiều đến Trần Lưu Quang, bởi ông Tô Lâm chỉ khuấy động trật tự trong tứ trụ và tìm kiếm ghế cho đàn em ở Bộ Công an, chứ không can thiệp vào bên chính phủ. Tuy nhiên, lần này ông Trần Lưu Quang cũng tranh thủ theo chân ông Vương Đình Huệ đi sang Bắc Kinh chầu Thiên Triều. Hầu hết những người tháp tùng Vương Đình Huệ đi sang Trung Quốc đợt này là những khuôn mặt có triển vọng vào Bộ Chính trị khóa sau. Ông Phạm Minh Chính có tham vọng với ghế Tổng Bí thư, tuy nhiên không vì thế mà ông không gia cố chiếc ghế Thủ tướng cho vững chắc. Nếu không giành được ghế Tổng Bí thư thì ngồi lại ghế Thủ tướng thêm một nhiệm kỳ nữa cũng không phải là thất bại, bởi ghế Thủ tướng là chiếc ghế quyền lực thứ hai trong tứ trụ, chỉ đứng sau Tổng Bí thư mà thôi. Trong bất cứ trở ngại nào, muốn biết thủ phạm gây cản trở là ai thì hãy đặt câu hỏi, nếu điều đó xảy ra, ai là người có lợi nhất? Vậy việc ông Trần Lưu Quang bị chặn, không cho bầu bổ sung Bộ Chính trị thì ai là lợi nhất đây? Trả lời câu hỏi này không hề khó, đó chính là ông Thủ tướng Phạm Minh Chính. Cho nên nếu chặn được Trần Lưu Quang thì dại gì ông Chính không ra tay. Vào được Bộ Chính trị và nắm chức Phó Thủ tướng Thường trực là tiến rất sát tới ghế của Thủ tướng. Thậm chí có thể gây nguy hiểm cho ghế Thủ tướng nếu chẳng may giữa nhiệm kỳ ông Chính bị mệnh hệ gì. Trước khi ông Huệ buộc phải đối đầu với Tô Lâm thì ông Huệ đã đối đầu với ông Chính. Từ cách đây hơn 3 năm khi tranh chiếc ghế Thủ tướng, ông Huệ đã phải thua ông Chính và đành chấp nhận ngồi ghế Chủ tịch Quốc hội để mà chờ thời. Ông Trần Lưu Quang cũng tháp tùng sang chầu Thiên Triều. Giờ đây có vẻ như Trần Lưu Quang cũng đã ngỏ lời với Vương Đình Huệ để cùng sang Bắc Kinh triều kiến. Đây không phải vì mục đích thăng tiến cho cá nhân ông Quang thì là cái gì đây? Thói quen của giới lãnh đạo chóp bu của Đảng Cộng sản Việt Nam từ sau hội nghị Thành Đô là cứ bế tắc trong nội bộ không thể thương lượng được, thì các nhóm lại tranh nhau sang chầu Thiên Triều xin chỉ thị. Vì vậy, chuyến thăm nào có lịch gặp ông Tập Cận Bình thì sẽ được rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn đăng ký tháp tùng. Điều này khiến dân không thể không nghi là ngờ lãnh đạo đảng đang cầu viện ngoại bang cho quyền lợi chính trị cá nhân của họ. Trần Lưu Quang đang bế tắc trên con đường trở thành Phó Thủ tướng Thường trực thì lại tranh thủ tháp tùng cùng Vương Đình Huệ sang Trung Quốc. Cứ với tiền lệ này thì Việt Nam làm sao thoát được vòng kiểm tỏa của Trung Quốc đây? Quý vị và các bạn có theo dõi trên truyền hình trực tiếp của Thời báo chấm đê với bản tin bị chặn trước cửa Thiên Đường, Trần Lưu Quang cầu viện Thiên Triều. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo, chấm đê. Bị phản thần vây hãm, tổng cử trung thần tới Thiên Triều cầu viện.
Trước đây, người ta chú ý tới cuộc đấu giữa phe Thủ tướng Phạm Minh Chính và phe Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, bởi ai cũng nghĩ đối thủ lớn nhất của Vương Đình Huệ là Phạm Minh Chính. Hơn nữa, ở cuối nhiệm kỳ, ông Huệ tràn đầy hy vọng nắm ghế Thủ tướng, bởi ông từng có đến 4 năm làm Phó Thủ tướng, trước khi về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội. Vậy mà ông Huệ lại thua ông Chính ở phút quyết định nhất. Bất ngờ, ông Tô Lâm tạo phản, đánh vào phe lò của ông Tổng Bí thư. Việc hạ bệ Võ Văn Thưởng chỉ là bước đầu tiên, bước tiếp theo là chặn đứng con đường tiến lên ghế Tổng Bí thư của Vương Đình Huệ. Lâu nay, ông Tổng xem Tô Lâm như là thanh kiếm của phe lò. Tô Lâm được sử dụng vừa để bảo vệ Nguyễn Phú Trọng, vừa để đe dọa các phe khác. Thế nhưng, giờ đây Tô Lâm lại trở cờ, khiến cho vũ khí lợi hại nhất của ông Tổng không còn nữa. Khi âm mưu tạo phản còn trong ý định, Tô Lâm đã mang nước giải khát sang mời để tập uống. Có người đánh giá rằng hiện nay ông Nguyễn Phú Trọng đang gặp nguy hiểm. Mối nguy này không đến từ kẻ thù mà đến từ chính thuộc hạ cũ của ông. Tô Lâm được đánh giá là một người đầy nguy hiểm, một khi đã ra tay là rất tàn bạo, không kiêng dè gì ai cả. Không loại trừ khả năng Tô Lâm sẽ hạ luôn ông Tổng trước đại hội đảng, để ông không còn cơ hội tiến cử Vương Đình Huệ. Chuyến đi của Vương Đình Huệ đến Bắc Kinh được xem là chuyến đi rất dài ngày, từ ngày 7 tháng 4 tới tận ngày 12 tháng 4. Tổng cộng đến 6 ngày, có người nói đùa rằng chẳng lẽ ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phái Vương Đình Huệ đi cầu viện Tập Cận Bình. Chuyến đi dài ngày này có thể ông Trọng phái Vương Đình Huệ sang Bắc Kinh để cố nài nỉ Tập Cận Bình tiếp tục ủng hộ ông Trăng. Duy chỉ là nhận xét hài hước, có tính châm biếm, nhưng rõ ràng đây cũng là một đánh giá đáng chú ý bởi hai yếu tố. Thứ nhất là thế của Tổng Trọng đang suy yếu, bị Tô Lâm hạn chế, và hai là chưa có một vị đứng đầu quốc hội nào đi thăm một nước khác mà lâu đến như vậy. Hầu hết chỉ đi thăm khoảng 2 ngày là kết thúc, với chuyến đi tới 6 ngày, thường là đi nhiều nước, hiếm khi đi một nước mà lâu đến như vậy. Hiện nay, số phận chính trị của Vương Đình Huệ và Nguyễn Phú Trọng xem như đã cột chặt vào nhau. Nếu Tô Lâm chất phế được Nguyễn Phú Trọng trước đại hội đảng lần thứ 14, đồng nghĩa với việc là cơ hội cho Vương Đình Huệ cũng kết thúc. Dù muốn hay không, Vương Đình Huệ cũng phải hết lòng phục vụ Nguyễn Phú Trọng để mà cứu lấy sự nghiệp chính trị cho chính mình. Nếu Bộ Công an mà rơi vào tay nhóm Hưng Yên, thì xem như số phận ông Trọng sẽ nằm trong tay của Tô Lâm. Một khi Tô Lâm đã ra mặt tạo phản thì rất có thể ông ta sẽ đạp lên những quy định của đảng, dùng nó để khống chế ông Tổng. Việc ngăn chặn ông Nguyễn Phú Trọng giới thiệu Vương Đình Huệ vào ghế Tổng Bí thư là mục đích sống còn của Tô Lâm trong khoảng 20 tháng tới đây. Chuyến đi được cho là cầu viện của Vương Đình Huệ. Vào ngày 6 tháng 4, tờ báo Vietnamnet có bài viết Trung Quốc mong chờ coi trọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ. Đây chính là cách mà Ban Tuyên giáo che đậy về sự mong chờ của cả ông Tổng và ông Huệ với chuyến đi này. Cả hai mong chờ Tập Cận Bình sẽ tiếp tục ủng hộ ông Trọng và có thể là sự ủng hộ dành cho Vương Đình Huệ. Cách che đậy của Tuyên giáo giống như lạy ông tôi ở bụi này, mặt khác rất dễ phát hiện ra mong muốn của nhóm bị Tô Lâm làm phản. Điều đáng nói là Tô Lâm cũng là người tỏ ra thuần phục Thiên Triều. Cũng chính Tô Lâm, người đã chỉ đạo công tác an ninh trong chuyến thăm Tổng thống Mỹ vào giữa tháng 9 năm 2023, đã nhanh nhẩu đi sang Trung Quốc báo cáo cho Thiên Triều để tỏ lòng trung thành. Thậm chí có người còn cho rằng Tô Lâm đã nghiên cứu rất kỹ cơn khát của Tập Cận Bình và mang nước giải khát sang cho Tập uống ngay. Cả phe phản và phe bị phản đều cầu viện Tập. Tập chọn ai chưa biết. Hãy chờ diễn biến tiếp theo. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Thời báo .d với bản tin Bị phản thần vây hãm, Tổng cử trung thần tới Thiên Triều cầu viện. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa Thời báo. Chấm đề.